Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của nhà văn Bình Nguyên Lộc, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập cuối. Đoàn quân tiếp viện đợi mãi không thấy đâu, mỏi mòn trông về chân trời xa, không thấy bóng ngựa giấy bụi mù. Nàng tuyệt vọng mỗi buổi sáng, nhưng sáng hôm sau lại hy vọng trở lại như những ngày hôm trước. Mỗi lần nghe anh Phát Thơ đứng trước nhà bên cạnh mà gọi "Thơ đây cô", là nàng nhảy chởm lên chạy ra cửa đứng dần. Hắn ra khỏi sân nhà bên kia rồi đi luôn, thu buồn như kẻ đắm tàu trôi dạt trên một quan đảo, vẫy tay gọi thuyền đi qua để cầu cứu, nhưng mà thuyền cứ xuôi buồm. Nhiều hôm nàng rất muốn gọi hắn mà hỏi "Anh ơi, có thơ cho nhà này hay không?" nhưng chẳng bao giờ dám. Không dám rồi cứ tiếc, làm như hễ hỏi là hắn có thơ được ấy. Phải thất vọng mãi, nàng đâm ra hờn hòa. Nỗi hờn này cũng giống như là nỗi hờn trong thời chàng còn ở nhà mê sách mê học mà quên sống với vợ con. Viết thơ cũng là một hình thức sống, và như thế này hòa đã tỏ ra vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Thu đã nhẫn nại chịu số phận, và trước sau không hề quy tội cho chồng để cố tha thứ những bước đi sai nẻo của nàng trong lúc này. Vì dẫu sao nàng cũng chỉ mới để chơm vào cuộc phiêu lưu, chưa tiến sâu vào đó, tức là chưa gặp hiểm nguy. Nhưng giờ cần tấm dáng cứu tinh ấy quá, dưới cơn sóng gió sắp nhận chìm chiếc xuồng của nàng, nàng chợt thấy trách nhiệm lớn lao của hòa trong sự lạc hướng của nàng. Hờn dỗi nhẹ nhẹ khi trước, hôm nay biến thành căm tức căm hận. Hôm nay là cái ngày mà sức mạnh vô hình kia đã trưởng thành và vươn lên tới tuyệt đỉnh, là cái ngày mà nỗi tuyệt vọng khi anh Phát Thơ đi qua đau xót quá sức tưởng tượng của con người. Tuy thế, người trung thần trấn giữ ải xa này trước cuộc đánh phá tới tấp của giặc biên cương và không còn mong được quân Trào tiếp viện, vẫn không đầu giặc ngay vì căm hận quân Dương, thái độ giận lẫy mà một tướng khác rất có thể có. Lòng nát ngấu, y quyết chống giữ ải quan cho đến ngày thành trì bị hạ. Ý thức rõ ràng rằng thế nào quan tái cũng lọt vào tay giặc, nhưng lòng vẫn vọng về Trào Nội với quân Dương. Thu rùng mình nghĩ đến cuộc tử tiết của Phan Thanh Giản ngày xưa. 20 tuổi, cuộc đời của nàng còn dài không biết bao nhiêu, và người thiếu phụ khỏe mạnh này ham sống không biết bao nhiêu. Nhưng mà nàng sẽ phải tử tiết một khi thành rơi vào tay quân địch. Hình ảnh người thiếu phụ quý phái Nga lao đầu vào xa lửa để tự trừng phạt nửa đời tội lỗi của nàng làm cho Thu khiếp đảm quá. Nàng càng khiếp đảm hơn mà chợt nhận ra rằng con bồ nhìn rùng rợn Anna Karenina mà nàng quơ trước mắt nàng để tự hăm dọa không đủ sức xua con ác quỷ nó chờ chực để ám nàng. Thì ra cái đó mạnh quá, mạnh hơn ý chí phấn đấu của nàng nhiều quá, mà cũng mạnh hơn cả bùa phép nào nàng dán vào người để trị tà. Thương yêu của nước nhà đến với chúng tôi dưới hình thức chất Boromir. Thu đọc lại câu thần chú của vị pháp sư cao tay ấn này mỗi ngày, nhất là mỗi đêm. Rồi mỗi đêm nàng uống siro tessetre, uống hết chai thuốc của con còn lại, lại mua thêm chai khác. Thu nhớ lại một lần nàng đã hỏi một vị bác sĩ quen, sau khi nghe một chị nữ hộ sinh bạn than rằng phải thức đêm mãi, chị ấy bị nám phổi. "Thưa chú, tại làm sao mà phần đông đàn bà chỉ lâm bồn về đêm thôi?" "Bộ thần kinh làm việc ban đêm nhiều hơn ban ngày, mà nó có làm việc nhiều mới sinh nở được." Quả thế, đêm là lúc nàng khổ sở nhất, và mỗi lần thấy chiều xuống, nàng hãi hùng như người tiền sử họ sợ đêm với những hiểm nguy tùng đảng của bóng tối. Chất Boromir rất độc, nên chi uống thuốc ấy liên tiếp 5 ngày liền, Thu nghe ngày ngật và trí tuệ u minh, không nghĩ được sáng suốt về điều gì cả. Thể xác có bị kiềm chế phần nào, nhưng tinh thần thì bãi quải, mệt nhọc, yếu đuối hơn lên. Và khi tinh thần yếu đuối, con người rất dễ buông xuôi, đánh liều nhắm mắt. Sức đánh phá của giặc ngoài thành quả có giảm bớt, nhưng tinh thần chiến đấu của quân sĩ trong này cũng đồng thời bị lũng đoạn. Nỗi nguy hiểm chính nhằm vào những ngày nàng dỗ ngủ sự kích thích của xác thịt bằng chất Boromir. Không bị kích thích nữa, Thu không còn sợ hãi Quý lắm, và không còn rùng mình khi nghĩ đến việc đi thăm Quý.
Trái lại, nàng nghe rất cần đi thăm bạn, vì chất Boromir an thần đó đã đưa nàng vào tâm trạng buồn chán của lúc trước. Cô đơn dâng tràn lên, và chỉ có tình bạn Xuân với Quý mới giúp nàng đỡ trơ trọi. Lòng Thu biến chuyển một cách khôn lường. Nàng đã thề quyết vớ lấy những chỗ bám tinh thần như là tình thương con, nỗi nhớ chồng, hạnh phúc lâu bền của gia đình, và trợ lực sự bám níu ấy bằng thuốc an thần, cho khỏi bị dòng thác lũ cuốn phăng đi. Nàng tin chắc sóng gió sẽ qua và nàng sẽ thắng trận. Nhưng chính thuốc an thần ấy đã xoay chiều gió, chính nó đã lạ lùng thay xô nàng trở vào tay của kẻ mà nàng muốn lánh. Sáng hôm nay Thu đi thăm chị Thà. Chị Thà là chị ấy lớn hơn nàng 2 tuổi, mặc dầu cả hai đều học một lớp ngày trước. Thu rất ít bạn gái ở Sài Gòn, nhưng kẻ đồng song với nàng đi lấy chồng đâu hết. Có lẽ họ cũng chỉ ở quanh quẩn Sài Gòn đây thôi, làm những bà phu nhân của những nhà tai mắt nào đó mà nàng không hay biết vì ít giao thiệp, hoặc hay mà ngại tiếp xúc tới lui. Lớp khác thì đã xuất ngoại tiếp tục học thêm, một mớ có chức nghiệp, mặc dầu cũng đã lấy chồng. Chính cái lũ sau đó là bọn mà nàng tới lui, vì họ đã sống tự lập độc thân một thời gian, và thời gian ấy họ buồn đi tìm bạn cũ mới gặp nàng. Không phải vô tình mà nàng đi thăm Thà như là đi thăm chị Hoa, chị Ánh, chị Yến hay bất kỳ chị nào khác. Thà là một nhân vật đặc biệt. Hình như là trời sanh chị Thà ra để mà hưởng cuộc đời hay sao không biết. Con người mát da mát thịt ấy thích ăn ngon, ngủ kỹ, không hề băn khoăn về gì cả, và rất yêu đời bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nói bất cứ trong hoàn cảnh nào là nói thế để đề cao chị ấy thôi, chứ thật ra chị ấy chỉ gặp toàn may mắn trên đời và chưa hề trải qua nghịch cảnh. Bạn hữu chị thường bảo chị Thà có số sung sướng mà dấu hiệu bộc lộ bên ngoài là tánh không lo nghĩ, tánh thích vui cười của chị. Họ muốn nói rằng chị bình thản yêu đời, không gì được may mắn luôn, mà may mắn luôn chính là nhờ bình thản yêu đời. Thu muốn được lây tánh yêu đời hồn nhiên của chị Thà, hay ít ra cũng qua được với chị một tiếng đồng hồ quên sầu muộn. Chị Thà ở Tân Định, tức là rất trái ngã đường đưa đến nhà Quý. Không làm sao mà Thu tiện đường ghé thăm bạn được cả. Thu hơi lo chị này không có ở nhà, vì hôm nay là Chủ nhật. Nhưng khi xe đậu trước cổng, thấy chồng của bạn đang rửa xe ngoài sân, nàng mừng hết sức. Anh Hảo ấy cũng làm giáo sư trung học như vợ anh, và cũng vui tính y như là người bạn đời vui tính của anh. Đang cởi trần và mặc quần đùi, thấy khách đến anh bối rối toan chạy đi, nhưng đành nhẫn nại đứng lại mà xin lỗi. Xin chị tha thứ cho tôi bận tay dơ lại không hay chị tới chơi. Anh cứ tự tiện, chị Thà không có đi xem chú bóng chứ? Khi sáng nó đòi đi, nhưng xe dơ quá mà nó không chịu dùng taxi. Bà Thu. Thà nghe tiếng ai ngoài sân chạy ra thèm xem thử, rồi reo mừng lên. Thu nói, xin phép anh. Rồi nàng đi tuốt vào trong. Đôi bạn gặp nhau tại tâm cấp, và Thà chụp lấy vai bạn mà hỏi theo tay, ngọn gió nào đưa? Ngọn gió Thu. Tại sao hàng thế kỷ mới thấy mặt chị? Thì bận lo cơm nước, con cái. Tôi là chị bếp, chị vú, chứ không phải bà giáo sư như chị đâu. Sáng phải đi chợ xong mới thăm bạn được đây. Họ đã vào tới phòng khách. Thà cao lớn và to xương như đầm, hai cánh tay của chị ló ra ngoài tay áo ngắn cũng giống tay đầm lắm. Chị cười to nói lớn và tiếp tục câu chuyện. Thế nào, anh ấy đã chế tạo được trái bom nguyên tử nào chưa? Có, tôi chế thì có. Và bom của tôi sẽ nổ ngày nào không biết chừng. Lại có thai nữa à? Không, nhưng chán nản quá, chắc có ngày tôi gây sự với ảnh. Thà vốn biết rõ quà, nói an ủi bạn. Chị có phước mà không biết hưởng nó thôi. Đàn ông mà lắm lời như ông của tôi đây cũng khổ. Tôi không đòi hỏi anh ấy lắm lời, thì chị đòi hỏi anh sống. Ông của tôi thì sống nhiều quá, khiến tôi lại muốn chết thôi. Thôi dẹp, ta nói chuyện khác chơi. Đồng ý, sao ảnh không đến chơi? Ảnh đi Barcelona đã hơn tháng rồi. Vậy à, vợ chồng tôi nào có hay gì đâu. Trời, ở nhà một mình buồn lại không đến. Thì hôm nay chẳng đến là gì, đợi tới hơn 2 tháng mới đến. Nhưng trễ còn hơn không. Nhưng phải chi chị đến chơi hôm Chủ nhật thì vui. Có vợ chồng con ngà. Ngà nào? Ngà Secunder với mình chứ ngà nào. Có chồng rồi à? Ừ, chúng nó đi hưởng tuần trăng mật rồi về ghé qua đây. Rồi Thà bắt đầu kể về anh chồng kỳ dị của người bạn của họ. Thà kể chuyện có duyên như ngày nào mà nhân vật bị chị ấy trình ra để quay cũng ngộ nghĩnh lắm. Nếu trước đây mà nghe được một câu chuyện như vậy chắc Thu đã cười to. Nhưng hôm nay nàng ngạc nhiên mà thấy mình chỉ lơ đãng để lời bạn lướt qua tai nàng thôi. Không phải là nàng bận lo ra. Không,
nàng không nghĩ gì cho lắm. Nhưng chị bạn vui tính hôm nay sao lại nhạt quá. Cả người chị ấy, cả câu chuyện của chị ấy, cả cái không khí ở đây đều nhạt. Có một lần lúc chưa lấy chồng, nàng đã nghe một người bạn trai nói như thế này: khi mà người ta yêu, nhất là khi mà đó là mối tình đầu, thì người ta không thấy gì nữa cả, chỉ trừ cái thế giới riêng biệt giữa hai người yêu với nhau. Hay có thấy gì đi nữa thì những cái ấy nhạt phèo. Kẻ đang yêu trong mối tình đầu giống như khán giả đi xem vũ sân khấu, chỉ thấy có vũ viên vì đèn rọi chỉ soi sáng có người tài tử ấy thôi, và bỏ bao nhiêu cái khác trong bóng tối. Trí nhớ của Thu dai lắm, chứ lời nói trên đây lúc ấy đối với nàng thật không có nghĩa gì. Giờ ký ức của nàng trả ra nhận xét cũ đó, nàng thấy nó đúng lạ kỳ. Thu đã chọn đi thăm người bạn gái hấp dẫn nhất và mến thương nàng nhất trong khi cần tình bạn, để khỏi phải tìm bạn người mà nàng muốn tránh. Thế mà chị thà này bỗng biến thành một người khác mà nàng không thích nữa. Cây đèn rọi giấu trên nóc rạp cứ rượt theo một người độc nhất, lùi vào xó kẹt nào hắn cũng được ánh sáng hàng ngàn nến soi tỏ ra. Vũ viên có hạn là thà mà còn bị mờ đi trên sân khấu, thì còn nói chi những người bạn khác, những mối quen biết thường của Thu. Họ chỉ là những tay chạy hiệu, có cũng được mà không có cũng xong. Hảo đã săn sóc xe xong, đi vòng ra sau nhà tắm rửa và thay đổi y phục để tiếp khách muộn. Anh này tuy không phải là một cây cười như vợ anh ta cũng là một tay nói chuyện dễ mê, chuyện đời, chuyện nghệ thuật, chuyện năm châu bốn bể mà anh ta rất rành và đã nhiều lần du lịch. Đó lại là một gã đẹp trai và trăng hoa mà đã nhiều đàn bà nhã vì gã. Nhưng anh Hảo ấy hôm nay cũng phải chịu chung số phận với vợ anh, là biến thành một kẻ bị bỏ quên trong bóng mờ sân khấu. Thu đứng lên xin phép về chồng bạn để về, lòng kinh sợ hết sức, sẽ phải đương đầu với nỗi trơ trọi của chiều nay, của những ngày sắp tới. Đưa bạn ra tới cửa, thà vỗ vai bạn và cười nói với chồng: chị này trông làm sao ấy anh ha. Thì chỉ nhớ ảnh chứ còn làm sao đâu. Thật là hết. Thu không còn mong tìm được nguồn an ủi tạm bợ nào nữa cả. Nếu chỉ buồn không mà thôi, chắc người thiếu phụ ấy đã nhẫn nại mà chịu, chứ còn biết sao nữa. Ngặt nàng ý thức rõ rệt rằng ở đâu đây trong thành phố có cái nguồn an ủi cần thiết đó mà nàng không dám tìm đến. Và sở dĩ nàng buồn quá mức độ như vậy cũng chỉ vì ý thức kia thôi. Nhưng tại sao mình lại sợ quý đến thế? Thật tình mình chỉ sợ chính mình thôi. Và cho cả cái lần rồi, gần gũi quý gần như là vợ chồng, chàng cũng chẳng hề dám đòi hỏi gì. Quý không nguy hiểm như mình cứ quy tội cho chàng. Kẻ nguy hiểm là mình, là nội tâm của mình không, là xác thịt của mình. Nhưng xác thịt này nó nguy hiểm hồi nào? Thu ngẩn ngơ như vừa ra khỏi giấc chiêm bao kỳ lạ. Rõ ràng là thân thể nàng đang bình thản như một người khỏe mạnh và sống một nếp sống điều độ. Những trao đổi âm thầm của hóa chất trong hệ thống sinh lý của nàng thật là trơn tru. Nó nguy hiểm lúc nào đâu? Ừ, nỗi sợ mới vô căn cứ và vô lý chứ. Năm hôm liền, chất độc của Boromir đã tác động trên thần kinh giao cảm của Thu, khiến nàng cảm giác rằng những gì xảy ra trong năm hôm ấy và trước đó lờ mờ như không có thật, như là những ảo ảnh xa xôi, và nàng chưa bao giờ trải qua những đêm khủng hoảng ghê rợn cả. Con thú nổi loạn chỉ làm cho nàng ngạc nhiên chính ngay trong lúc nó nổi loạn. Không sao nàng tin được rằng nó đã ẩn núp trong con người nết na của nàng, thì bây giờ nó ẩn núp trở lại. Thì làm sao nàng chịu nhận rằng đã mang con thú ấy trong lãnh vực sâu thẳm của lòng nàng, của thân thể nàng? Không, những gì xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, một ảo tưởng huyền hoặc, không thể nào có thật cả. Những người đàn bà nết hạnh không bao giờ ngờ rằng có con quỷ ác trong người họ, đức trọng quỷ thần kinh mà. Và ác quỷ chỉ được những người hạng gái lẳng lơ chứa chấp mà thôi. Và mãi cho đến nay, khi con ác quỷ ấy xuất hiện lên làm cho họ kinh khiếp, họ cũng phủ nhận nó sau đó, một khi nó tạm lánh mặt. Họ phủ nhận con quỷ không phải vì họ giả dối với họ, không can đảm nhận rằng có nó trong ấy, nhưng vì họ đã nói láo nó mãi rằng không nên có, thét rồi họ đâm tin rằng quả không có. Họ nói láo với ai và nói láo hồi nào, bằng cách nào? Với những người nết hành khác, nói mỗi ngày và bằng cách gián tiếp. Chửi những kẻ lẳng lơ, khinh bỉ những kẻ hư thân mất nết là một hình thức trá hình để nói láo rằng chính những kẻ ấy đã nuôi quỷ, đã vuốt ve, đã đùa giỡn với quỷ. Tức là ta đây không có như vậy, ta không có quỷ trong này. Ta đây không có quỷ trong này, ta đây không có quỷ, ta đây không... Cuộc nói láo dài hạn nào lặp đi lặp lại mãi cũng gieo mầm được nơi người khác và nơi chính mình. Vậy Thu không còn phải sợ gì nữa, và nàng đi thăm bạn mà không thấy lương tâm rầy rà lôi thôi. Tuy nhiên trên đường ra Sài Gòn, nàng cứ nghe khó chịu trong lòng,
không thể nào phân tách được sự khó chịu ấy để xem nó thuộc loại nào. Chỉ biết rằng đó là một thứ tình cảm mãnh liệt nhưng lẫn lúc. Lúc xuống xe buýt tại trạm Trung ương ở Sài Gòn thì nàng bỗng cảm nghe kỳ lạ hết sức. Cái đó vụt xảy ra thình lình khiến nàng rùng mình, nghĩ đến những chuyện thay hồn đổi xác ghê gớm mà thỏ bé nàng thường nghe kể hay thường đọc thấy trong các chuyện quái đản. Một người đang đi lành mạnh như thường bỗng đùng một cái ngã ra bất tỉnh. Khi hắn hoàn hồn trở lại thì hắn đã hóa ra một kẻ khác với một linh hồn khác. Cái đó vụt xảy ra thình lình, dường như một người thứ nhì vừa nhập vào nàng thay thế cho nàng, hay nói cho đúng ra đi song song với nàng. Người thứ nhì không phải là người xa lạ, người khác, mà cũng là nàng, nhưng nàng của thuở trước, của thời con gái. Đây là một hiện tượng kỳ lạ mà giới khoa học gọi là nhị hóa nhân cách. Có những người đàn ông lấy vợ bé nhưng giấu vợ nhà, mà cũng giấu luôn cô vợ bé ấy là hắn có vợ nhà. Hắn ở với vợ bé như là không dính líu với nơi nào khác. Tuy nhiên bên trong hắn vẫn tiếp tục lo cho vợ nhà. Hắn nằm ở nhà vợ cả mà cứ tưởng đến cô vợ bé. Hắn nằm nhà vợ bé lại cứ lo cho con cái của gia đình chánh của hắn đang ốm đau. Người ấy nhị quá nếp sóc của hắn, nhưng vẫn giữ nguyên nhân cách của hắn là một người có vợ có con. Nhị quá nhân cách thì khác hẳn. Lắm khi người nhị quá nhân cách chỉ sống một đời sống duy nhất, không hề ra khỏi nhà, nhưng con người của họ, tâm trí của họ chia hai một cách rõ rệt. Khi thì họ là một công chức hiền lành, lúc họ lại ngỡ họ là một tay giang hồ kiệt khách. Hiện tượng nhị quá nhân cách phát sinh ra do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như những hoài bão, những mơ ước thiết tha bị dồn ép, đè nén lâu ngày, chẳng hạn như nhân cách thứ nhất cần phải lui bước vì đạo đức, vì lịch sự, vân vân. Thu thuộc vào trường hợp thứ nhì nói trên, không thể nào mà một người vợ hiền, một bà mẹ nguyên là người có giáo dục, có căn bản tốt lại trắng trợn đi tư tình với trai, cho dẫu rủi may của số phận đã trót đặt nàng vào tình cảnh éo le nào đi nữa. Phải, lần này chính là nàng đi tư tình với trai vậy. Bao nhiêu lần qua, từ hơn 2 năm nay mà cho cả cái lần cuối cùng trước đây 10 hôm nữa, nàng chỉ đi thăm bạn thôi. Hai người chưa có gì với nhau và Thu chưa hề có ý thức thực hiện tình trạng có gì với nhau. Nhưng họ đã có gì với nhau vào cái lần sau cùng đó. Tuy Thu còn giữ mình được, nhưng họ đã chính thức, đã nói ra lời họ yêu nhau. Họ là một đôi nhân tình với nhau rồi. Vì lịch sự đối với kẻ vắng mặt, vì đạo đức mà nhân cách thật của Thu, nhân cách một bà mẹ tốt, một người vợ hiền, nhân cách ấy phải lùi bước cho khỏi xấu hổ trên đường tuột dốc không sao khác được. Sự lùi bước ấy bên ngoài nàng không muốn, nghĩa là ý thức của nàng hoàn toàn vô can trước ý muốn đó. Nhưng ý muốn mạnh mẽ ấy đã tác động trên lĩnh vực tiềm thức và hiện tượng rốt cuộc xảy ra. Cái khó chịu lúc nàng đi xe chính là do cuộc dao động tâm thần, cuộc biến chuyển bên trong gây ra. Thu, tức Hòa Phu Nhân, lùi bước trước một cô Thu nữ sinh Marie Curie, hôm nay đến với vị hoàng tử đẹp trai của giấc mơ con gái. Sở dĩ nàng đi xe buýt chứ không đi taxi như mọi lần là do tiềm thức xui khiến cả. Xe buýt là lối xê dịch của bọn trẻ tuổi, của các nữ sinh. Đó là sự biểu lộ dần đầu tay của nhân cách thứ nhì. Đó là bước thứ nhất của hiện tượng nhị quá nhân cách. Thu ra tới cửa xe thì bị ba thanh niên từ sau lưng nàng chen tới, vẹt nàng ra thật mạnh để tranh xuống trước. Một cậu đạp lên chân nàng mà không buồn xin lỗi. Bước xuống bàn đạp, đầu vạt áo sau của nàng trải ra trên sàn xe và một thanh niên thứ tư lại đạp lên đó mà không hay. Nàng bước xuống đường thì nghe ai níu áo mình đằng sau. Dây lại nàng kêu lên, thanh niên vô ý kia mới chịu dở chân lên, nhưng cũng không thèm xin lỗi như ba cậu vô phép trước đó. Năm sáu hành khách đàn ông lại xô lấn nàng để tranh lên xe giành chỗ ngồi, chứ không đợi hành khách trên xe xuống cho hết. Thế mà bà Hòa Đài Cát chỉ bực mình vừa chừng thôi. Bực theo lối học trò, chỉ tức giận giây lát vì biết không sao tránh khỏi những khó chịu khi phải chung đụng với đám đông ô tạp. Những khó chịu vật chất bên ngoài ấy thuộc vào cái khối lớn những vui buồn của tuổi học trò. Khó chịu đó tạo được thật đúng nếp sống học trò, và nàng mới sống lại được đời học trò năm ấy. Không bực mình lắm và trái lại nữa, Thu vui thích mà nghe mình trẻ ra, chen lấn mệt nhọc, hửi bụi, hửi mồ hôi, hửi hơi thở của đám đông, là những vất vả mà bà giảng tập viên Hòa khá giả đã cố lẩn tránh cho ra vẻ người lớn sang trọng, không hề sống qua từ lâu rồi. Giờ bà ưa sống lại những cái ấy vì bà lùi lại đời sống học trò. Từ trạm xe Trung ương, cô nữ sinh Thu đi bộ lại nhà bạn nhanh nhẹn như một cô học trò, chỉ thiếu có cái cặp trên tay thôi. Cô học trò ấy, con bọ của hiện tượng nhị quá nhân cách, không còn mặc cảm phạm tội nữa, nên hăm hở được trong cuộc đến nơi hò hẹn.
Phải, đó là một cuộc hò hẹn, bởi nàng đã bắt bạn nằm nhà mà đợi nàng đến bất cứ giờ lúc nào. Nơi chốn thì đã sẵn, còn thời gian gặp mặt cũng đã được quyết định, nghĩ là tất cả mọi ngày, mọi giờ. Hôm nay trời đất mang màu kỳ dị, khói tỏa xe đen như khói đèn chai, mua xe lửa xám xịt một màu dơ giấy, bức tường lâu đời muốn đổ, lá bài chết vàng khè. Tất cả những thứ ấy đều như vừa được rửa bằng một thứ lạc thủy nào. Trong sớm lê lai cứ như là một khu phố đẹp nhất và vui vọng nhất của đô thành. Cô học trò ấy lại gặp ngay một nam sinh đang vừa nhảy dây trong nhà, thứ dây luyện hơi của những tay lánh võ ăn lê, vừa nhảy vừa hút gió một bản nhạc vui. Quý dây mặt vào trong cho khỏi bị chói mắt, nên không thấy Thu đứng nơi khung cửa mà nhìn chàng. Chàng cứ hút gió và nhảy, đầu bàn chân rơi nhẹ trên gạch, nhẹ quá đến nỗi Thu có cảm giác như là bạn của chàng cứ bay bổng trên lưng chừng, chân không hề chạm gạch. Quý có lẽ sử dụng môn thể dục này lâu ngày rồi, nên Thu đếm đã hàng trăm tiếng mà chàng chưa ngừng nhảy. Nhưng mà rồi rốt cuộc chàng cũng ngừng. Khi Quý vừa hạ gót xuống, sau mấy trăm lần chỉ cho đầu bàn chân chở cả sức nặng của chàng, thì cô học trò tinh nghịch hù lên một tiếng thật to. Có lẽ Quý không giật mình, nhưng chàng cũng làm bộ hết cả hồn vía, tay bờ lấy ngực bên trái mà nói: "Hú ba hồn chín vía tôi. Anh là con gái à? Gái hay trai gì cũng biết sợ hết chứ. Không phải vậy, em nghe anh hú chín vía của anh, em đoán anh là gái, vì nam chỉ có bảy vía mà thôi." "Vậy à, nữ vía nhiều hơn à? Sao anh gọi vía em mãi mà nó không nghe? Mỗi vía có hai lỗ tai thì chín vía phải nghe rõ hơn bảy vía chứ. Không nghe mà đến đây. Hổm rày anh ở tù khổ quá." "Tại sao phải ở tù?" "Thì phải nằm nhà mãi mà đợi em, không như ở tù sao? Ngoan lắm em sẽ." "Ừ, dễ ăn dễ dạy như vậy chắc phải được thưởng chứ. Có quà đây." Thu mở sắc lấy ra một gói trà ngon đã bị sắc kẹp lại méo mó hết. Quý thấp giọng nói: "Quà cũng quý, nhưng anh trông đợi thứ khác kìa." Nói rồi chàng dìu bạn lại chiếc ghế dài rồi thỏ thẻ: "Hôm nay em ở lại được lâu hay không?" "Lâu hay là không tùy thái độ của anh cả. Nếu anh con khỉ thì em về ngay." "Không dám con khỉ đâu. À, em lại quên đem đồ mát theo, để lát nữa lại khổ vì áo quần nát như hôm nọ." "Không nát, em chỉ ngồi đây thôi." "Thu ơi, nhớ Thu muốn chết. Mà Thu ở ác quá, cả tuần trăng mới đến một lần." "Em bận lắm." "Thu có nhớ anh hay không?" "Không." "Thật à?" "Thu nói láo." "Thu làm ơn làm phước nói lại cho anh nghe rằng Thu nhớ anh, thử xem sao." Thu chỉ cười lặng lẽ. Quý lại nài: "Đi Thu, anh trẻ con lắm, nói ra hay làm thinh, nào có chứng tỏ được gì. Như anh nói nguyên thiên, em cũng không chắc rằng anh yêu em." "Không tin à?" "Chỉ tin vừa vừa thôi. Nếu biết làm cách gì để cho Thu tin nhiều, thì dầu cho cách ấy có hiểm nguy, có khó nhọc bao nhiêu, anh cũng làm." "Thề hay không?" "Xin thề." "Anh làm cách này, anh buông tha Thu ra, cho Thu khỏi khổ. Đó là bằng chứng anh yêu Thu tột bực đó." "Thu khổ lắm sao?" "Anh khỏi phải hỏi. Chưa bao giờ anh tưởng tượng đến tình cảnh của em sao? Chưa bao giờ anh thử đặt mình vào gia tù của em sao?" Quý giật mình, vịn vai bạn nhưng chỉ nhìn vào khoảng không, trông vào cõi xa vời nào. Quả thật chưa bao giờ chàng thử đặt mình vào địa vị của Thu cả. Chàng yêu một cách điên dại, chỉ nhìn thấy có Thu thôi, mặc dầu đã biết sự thật là nàng không còn rảnh rang nữa. Lâu lắm chàng mới ra khỏi những ý nghĩ vô tình thế khó xử của Thu và nói: "Thu ơi, lẽ phải khiến ta nên dứt khoát tình trạng không phong minh này, anh biết vậy lắm. Nhưng anh không có gan đặt vấn đề như Thu vừa bàn. Anh không dám nhìn thẳng vào đó, không dám soi sáng nó bằng một cuộc xem xét nào cả. Vì anh biết, hễ đưa vấn đề lên thảm là Thu sẽ chọn một trong hai con đường. Anh lại biết chắc rằng Thu không thể nào thôi anh ấy để ăn ở với anh. Như thế thì con đường mà Thu đi sẽ bỏ anh lại bơ vơ. Thu ơi, anh không dám dứt khoát, và Thu nỡ nào lại đòi dứt khoát hả Thu? Tại anh cứ đòi hỏi, em sợ rằng phải chìm sâu hơn nên cố mà ngồi lên. Chứ nếu cứ như thế này thì tốt đẹp lắm rồi. Như em đã nói, anh thề với em là bằng lòng với tình trạng hiện hữu." Thu vui lên cười hỏi: "Thề gì?" "Thề đứa nào ăn gian sẽ bị ông hại bà giật." "Bà nào?" "Bà Thu." Đôi bạn cười xòa và không khí vui vẻ trở lại như lúc Thu mới vào đây. Thu do dự rất lâu rồi đưa ra một đề nghị: "Quý nè, phần Thu thì đành là như thế này mãi, nghĩa là vừa không sao lãng bổn phận, vừa là bạn chí thân và bí mật của Quý.
Nhưng không lẽ Quý cứ ở vậy trọn đời mà đợi người không bao giờ đến? Ừ, anh khổ lắm Thu ơi, nhưng anh không thể yêu người khác được, biết tính sao bây giờ? Những năm xa Thu, anh đã thử tìm một người để yêu. Anh đã gặp nhiều người mà vẫn không yêu ai hết, mặc dầu họ đều đẹp cả. Là tại Quý chưa gặp người hợp nhãn. Người đẹp bây giờ đông như kiến cỏ, nhưng chỉ có một, hoặc vài người là vừa mắt một ai đó thôi. Cốt là gặp cho thật nhiều người. Ừ, Thu suy nghĩ mãi không tìm được lý do vì sao mà Quý gắn bó với Thu như thế. Anh cũng không tìm được lý do bí ẩn đó. Vì vậy mà rốt cuộc Thu cố tìm một thiếu nữ giống Thu để giới thiệu với Quý xem thử ra sao. Vậy là Thu ăn gian rồi. Ăn gian chỗ nào? Quý không được đòi hỏi đi xa thêm, mà Thu cũng không được rút lui. Thu không rút lui, nhưng Thu chỉ là người bạn không an ủi Quý được thường lắm, mà Thu không muốn để Quý cô đơn như vậy mãi. Sự thật là thấy nguy hiểm càng ngày càng đến gần, Thu định thoát bằng lối ấy. Quý cười hỏi bạn. Ai đó? Nếu quen thì không ăn nhậu gì hết. Anh đã biết họ và đã không yêu họ rồi. Có lần em đã hỏi anh về gia đình Long Đức, anh còn nhớ không? Nhớ. Ấy, cô ấy là con của ông Long Đức Minh, em gái của Long Đức Mẫn. Hình như là anh có ảnh của cô ấy. Vậy à, sao lại có ảnh của người không quen? Anh không nhớ do đâu mà anh có. Giả lại cũng không chắc là có. Có lẽ một thằng bạn nào đã đưa anh để làm mai mối gì, hoặc để khoe khoang gì, rồi bỏ quên lại đây. Cho em xem. Anh để trong buồng. Quý nói rồi chạy đi, nhưng Thu ngồi đợi mãi mà không thấy bạn trở ra nên cũng đi vào trong. Nàng bắt gặp Quý đang bày la liệt trên giường hơn 10 tập ảnh và đang lật một tập. Dán ảnh người lạ trong tập nữa sao? Nàng hỏi. Có lẽ người lạ ấy đẹp lắm, bỏ đi thì uổng, nhưng không nhớ dán ở đâu. Dạ, anh đã dán vào các tập ảnh này của nhiều người lạ lắm, nên giờ không còn biết ảnh nào của cô nào nữa hết. À, cô ấy tên gì? Anh cũng quên mất rồi. Long Vấn Hương. Quý lật, lật và lật. Thu cũng lật, lật và lật. Họ bỏ hết quyển này đến quyển khác xuống mà người đẹp vẫn chưa thấy đâu. Hay là không có? Quý nói. Anh chỉ nhớ mang máng rằng có cầm ảnh của em Mẫn. À, đây nè. Thu reo lên rồi trao tập ảnh thứ tư cho bạn. Đó là một trang dán toàn hình gái đẹp không quen, và Quý nhìn vào không nhớ cô Hương là cô nào. Bây giờ Thu đã ngồi xuống cạnh bạn, chỉ vào thiếu nữ ở phía dưới hết và nói. Nó đây, đẹp chứ? Cũng khá đẹp. Xét đánh hay chưa? Chưa nghe gì cả. Có lẽ gặp người thật thì phản ứng của anh khác. Anh thấy nó có giống em hay không? Không. Ai cũng nói nó giống em hết, chỉ trừ anh. Nhưng để hai người gặp nhau hẳn hay. Bữa kia chị Mẫn ăn thôi nôi cho đứa con trai thứ ba của chị. Họ mời bạn hữu đông lắm, để trả nợ miệng vậy mà. Em cũng được mời, để em biểu anh Mẫn mời anh. Ý, sao lại biểu kỳ vậy? Người ta không mời anh, nghĩa là người ta không thích anh. Không phải đâu, người ta chỉ mời bạn thân. Anh không thân lắm nên họ không mời là phải. Nhưng hễ em nói ra là họ rất cần mời anh. Em nói ra cái gì? Cô ấy đang gieo cầu. Em sẽ cho anh Mẫn biết rằng anh là một kẻ chuẩn bị lượm cầu. Ấy, họ chỉ tìm những kẻ ấy thôi. Nhà nào có con em sắp gả chồng cũng thế hết. Quý lật qua trang khác để xem ảnh khác. Thu hỏi. Coi bộ anh không hoan nghênh lắm. Đầu họ gần kề nhau lúc xem ảnh. Quý chỉ dây lại là hôn được lên tóc bạn. Chàng nói. Anh chỉ thấy có một người thôi. Người ấy đang ngồi sát anh. Bao nhiêu người đẹp khác đều không nghĩa đối với mắt anh. Anh chỉ nói thế thôi, lẽ nào? Giả dối với em, anh có lợi gì đâu. Nịnh em bây giờ ít gì, vì anh đã chinh phục em được rồi, và được em yêu rồi. Dẫu sao đến đó cũng vui một bữa. Vậy đi anh nhé. Ừ, anh đi. Vì nơi đó anh lại gặp em. Quý gạt cách tập ảnh dồn trống lại, với tay mở cánh cửa tủ không có khóa, và lấy một bộ đồ mát của chàng trao cho Thu mà rằng. Em nên thay, kẻo nát áo em hết. Thu nhìn bộ pyjama của bạn rồi cười ngất. Em sẽ súng xính như mặc cái áo rộng tế thần. Quý vừa cười vừa kéo bạn lại nằm cạnh chàng trên giường và nói. Thu ở lại lâu một chút nhé. Em đã bảo là tùy, nhưng hôm nay em muốn ở lại thật lâu, vì có lẽ lần này là lần cuối cùng. Nữa, gì nữa đó? Sao lại cuối cùng? Thu sẽ nhường chỗ cho Hương. Không, không ai thay thế Thu được cả. Chàng nói rồi ôm đầu bạn thật chặt và hôn lên tóc của Thu rất dài. Giờ thì anh nói vậy, mà có lẽ anh cũng thành thật. Nhưng lòng người lường trước sao được.
biết đâu ngày kia chính em sẽ không có nghĩa gì đối với mắt anh. Thu hơi nghẹn ngào khi thốt ra những lời đó. Trong giây phút nàng nghe tiếc Quý quá, tiếc mối tình độc nhất trong đời nàng, và hối hận đã đề nghị đưa Quý đến gia đình Long Đức. Đành rằng nếu nàng không làm việc cả thì ngày kia có lẽ Quý cũng sẽ gặp một người vừa ý. Nhưng chuyện ấy còn xa, và kéo dài cuộc yêu đương này càng lâu càng hay. Quý càng siết mạnh hơn cánh tay của chàng để lặng lẽ tỏ tất cả sức lớn lao của tình yêu của chàng. Cả hai đều làm thinh lâu lắm để lắng nghe lòng mình, lắng nghe lòng bạn. Thu ơi, Quý gọi nho nhỏ sau một hồi câm nín. Thu. Dạ. Anh thích nghe Thu nói yêu anh, và anh đã được thỏa mãn. Anh lại thích được Thu hôn anh một cái. Cứ trẻ con. Quý buông đầu bạn ra, kéo tay bạn để gối đầu chàng lên đó, rồi lấy cánh tay thứ nhì của bạn mà để lên đầu chàng. Thu không dám có sáng kiến ấy, nhưng đã bị đặt vào một thế chủ động thì nàng không còn ngượng ngùng nữa. Và lần này chính nàng ôm chặt đầu bạn và hôn lên tóc Quý. Thu ơi, Thu. Quý gọi thầm thì bằng giọng sung sướng của một con chó con được chủ nhà vuốt ve bằng bàn chân. Không cần ai trả lời, mà ai đó cũng không buồn trả lời. Khi Thu nới từ từ cái xiết qua hai cánh tay nàng, Quý cũng tự giang đầu chàng ra. Cả hai nhìn nhau mắt trong mắt, và hồn của người này muốn len vào hồn người kia qua ngõ mắt ấy. Rồi Thu cố nhìn kỹ những nét trên gương mặt của bạn để ghi sâu vào trí và lòng nàng một bức ảnh thật trung thành của bạn. Cả hai đều không có ảnh của nhau. Thu từ chối không hề chịu tặng bạn ảnh của nàng. Những lần Quý cầu xin và nàng không dám nhận ảnh của Quý, mặc dầu chàng đã bao lần tặng bạn những bức ảnh ưng ý nhất của chàng. Có một khi kia, trong hai năm trời họ xa nhau, Thu bỗng quên gương mặt của Quý. Nàng bối rối lên cố tìm mãi trong trí nhớ, nhưng chỉ thấy đen thui trong đó. Nàng khủng khiếp hết sức mà chợt nhận ra rằng đã mất hẳn bạn kể từ giây phút ấy. Còn nhớ đó là một hôm nàng đang ngồi thái thịt sau bếp. Ký ức con người thường có những lỗ hổng như vậy, về sự việc, cảnh vật, hình ảnh, màu sắc, tiếng động. Đôi khi một người con hiếu thảo bỗng dưng trong giây phút không nhớ ra giọng ru con của mẹ mình ra sao nữa. Có khi những cuộc đứt đoạn như vậy của trí nhớ được nối liền lại, như trường hợp Thu quên Quý, rồi vài hôm sau bỗng lại tìm trở lại được hình ảnh của chàng, mà cũng có khi nó đứt luôn. Thu cảm giác mơ màng rằng đây là lần gần gũi cuối cùng giữa hai người, nên cố chụp ảnh Quý bằng mắt, đề phòng một cuộc đứt đoạn như vậy trong đời nàng. Thu ơi, Thu đang nghĩ gì? Có khi nào Quý bỗng dưng quên gương mặt của Thu không? Quý giật mình nói. Ừ có. Trời ơi, ghê gớm quá. Khi nào? Một chiều kia, khi Quý đi chơi máy trên tàu hát tháng, Quý nhìn xa qua bờ sông bên kia, qua hàng dừa nước, hàng bần, rồi hình dung Thu nằm dưới cỏ. Bỗng thình lình gương mặt của Thu biến mất. Gương mặt luôn luôn in sẵn trong ký ức của anh. Anh hoảng hốt cố bươi trí mà tìm, nhưng không làm sao tìm được. Anh ôm đầu mà khóc, ngỡ đã phải mất luôn cái gì rất mong manh còn sót lại của mối tình không may của anh. Ghê quá em à. Chắc em cũng đã có lần. Ừ. Vậy ta nhìn nhau cho thật lâu, thật kỹ anh nhé. Thế là họ lại lặng lẽ tiếp tục nhìn nhau lâu thật lâu. Quý nghẹn ngào nói. Thu à, anh không thể chịu được phải mất em. Trời ơi, Thu ơi, nói làm sao cho hết tình thương của anh. Rồi chàng phá bỏ cuộc trường kỳ ngắm bạn và hôn lên tóc bạn, mắt lên má của bạn. Cái hôn cuối cùng vào nơi mà Thu luôn luôn cố tránh, kéo dài không biết bao lâu, vì lần này Thu để vậy mà không lẫn đi nữa. Hai người nghe như họ đã hòa nhịp lẫn nhau, từ tâm hồn lẫn thể xác. Và cả hai đều thầm mong hảo quyền rằng sự sống trên quả địa cầu thình lình ngưng lại nơi giây phút này là giây phút vĩnh viễn. Thời gian động lại không trôi đi nữa để họ được sống muôn thuở cái khoảnh khắc ái ân tuyệt đỉnh này. Xác thịt nơi người đàn ông luôn luôn khó kềm cương, mà đừng nói chi Quý. Chính Thu đã tự đầu độc mình nhiều hôm liền bằng thuốc an thần kia, mà các tế bào ủ rũ của nàng bỗng dưng còn bị đánh thức tỉnh dậy thình lình nữa thay. Quý cố hết sức kiềm chế bản năng thú vật của chàng, sợ Thu hoảng loạn mà đoạn tuyệt thì chết như thể không được. Cái đó, cái sức vô hình ấy nó mạnh hơn chàng nhiều quá, thắng sự cương quyết của chàng một cách rất dễ dàng. Tay chàng đã bắt đầu phiêu lưu, Thu nghe như mình chết rồi. Đê mê đến mấy phút trong một thứ hơi, một thứ khói quyền ảo. Trong khi đó thì trong tiềm thức của nàng, thiện căn bị đánh ngã cố hết sức để trỗi dậy. Sự gắn gượng của căn bản tốt khó nhọc và đau đớn vô cùng. Mấy lần chống tay muốn lầm cầm dậy là mấy lần quỵ xuống, như một võ sĩ vừa bị knock out trên khán đài.
Có người trọng tài vô hình nào đếm giây để quyết định sự thua trận của nàng chăng? Tiềm thức Thu kinh quản như là nghe kẻ vô hình đang đếm. 1, 2, 3. Nó dục dã, nó nắm cổ người vợ hiền vừa bị bản năng thú vật xô ngã để đỡ bà ta lên. 4, 5. Tiềm thức đã quýnh quán rồi. Vị khán giả đang la ó dưới kia để mạt sát tay danh thủ không còn xứng đáng địa vị nữa. 6, 7. Thiên căn đã ngôi đầu, chống tay. Ngàn năm danh tiếc, chỉ một giây quyết định này đây thôi. Khán giả quanh đài hồi hộp chờ đợi và la hét vang dậy một góc trời. 8. Linh hồn người vợ hiền quỳ gối chống tay. Rồi trong một giây phút cố gắng vô biên và đau đớn không cùng, nó lảo đảo trỗi dậy. Cái tiếng thứ 9 của người trọng tài không thốt ra và sẽ không bao giờ thốt ra cả. Thu sực tỉnh ra khỏi giấc mơ tiên, nắm lấy tay bạn mà rằng: "Đừng, quý à. Một văn nghệ sĩ phải thanh cao hơn thế này. Khổ lắm quý ơi. Thu chỉ tha thiết mong mỏi được tốt đẹp mãi, và tình yêu giữa đôi ta biết dừng chân lại trước thềm nguy hiểm. Nhưng qua mấy lần gần gũi nhau, Thu đã thấy rõ là không thể được. Xác thịt của con người yếu hèn vô cùng. Không, Thu không trách quý đâu. Chính Thu cũng chẳng ra gì." Quý buông Thu ra rồi ôm mặt mà khóc. Chàng cũng cảm giác như Thu khi nãy rằng đây là lần gần gũi cuối cùng của hai người. Nhưng trong khi chàng đang đau đớn vì tiếc nuối, Thu đã thấy cái tiếc của nàng khi nãy là sai, và đề nghị của nàng phải lẽ không biết bao nhiêu. Phải hướng tình yêu bồng bột của người con trai này qua nẻo khác, không thì nguy mất. Hôm nay thì còn được, nhưng ngày mai đã muộn rồi. Hôm nay là ngày mà cơ thể nàng vừa bị đầu độc bằng chất Boromir, còn ngái ngủ nên trí nàng mới tỉnh. Mai kia khi mà xác thịt tỉnh hẳn thì tinh thần nàng sẽ bị nó đè bẹp, dí xuống, không còn biết phản ứng nữa. "Đã cúng rồi chứ thưa chị?" Quý tuy có quen biết từ lâu với Long Đức Mẫn, tức nhà văn Nam Thinh, nhưng chàng chỉ mới tới chơi nhà này lần đầu thôi. Không thân với gia đình này, chàng chỉ được mời vì sự can thiệp của Thu và vì hy vọng của một gia đình có con em sắp gả chồng hoan nghênh ngay sự can thiệp ấy. Không muốn ai biết chàng vào đây trong một trường hợp không hãnh diện cho chàng như vậy, chàng làm bộ như đã thân lắm với vợ của Mẫn mà chàng chỉ mới thấy mặt không đầy 5 phút. "Rồi, thưa anh." Vợ Mẫn đáp: "Thế cháu bóc món gì thưa chị?" Bà mẹ này rất sung sướng nên cười nói: "May quá anh à, cháu nó không bóc cây bút. Thì tức là nó sẽ không làm cái nghề khổ là nghề văn sĩ như ba nó. Anh biết nó chọn món gì hay không?" Nó bươi đống đồ chơi và vật dụng để ngổn ngang trên giường, rồi nó chụp ngay một viên gạch bằng chất lát tích của bộ nhà tiền chế Thu nhỏ. "Chắc là nó sẽ làm thầu khoáng đó anh." Quý cười lớn rồi pha trò: "Rất có thể, nhưng chắc đứt đi rồi chứ còn có thể gì nữa." Thu nói xen vào: "Nhưng cũng có thể là cháu nó sẽ làm thợ nề." Cả nhà cười lên một cái rần. Vợ Mẫn cười ngặt nghẹo mà rằng: "Nhưng thợ nề vẫn hơn văn sĩ. Làm nghề gì cũng được, miễn đừng làm văn nghệ thì thôi." Thu muốn biết ý nghĩ của Hương, người mà nàng định cột với Quý, day qua hỏi cô bạn trẻ: "Thế nào chị Hương, có vui lòng cho cháu chị làm văn nghệ hay không?" Từ lúc vào đến giờ, Quý không có nhìn cô em gái của người bạn văn nghệ của chàng, trừ trong mấy giây họ được Thu giới thiệu với nhau. Cảm giác đầu tiên mà người nhân tình tinh thần của Thu còn giữ được là cô ấy đẹp. Nhưng đó chẳng qua là một cảm giác mơ hồ sau cái nhìn thoáng qua. Một thiếu nữ còn trẻ, ăn mặc sang trọng, biết điểm trang, thoạt mới trông ai lại không ngỡ là đẹp. Nhưng mà biết đâu. Cả đám tân khách gồm phần đông thanh niên chưa vợ đến đây vì vợ chồng Mẫn rù quến, vì tự họ thích đến, bởi lẽ họ biết sẽ gặp được nhiều bất ngờ trong nhà này. Và những thiếu nữ mà vợ chồng Mẫn ưa mời để làm vệ tinh cho rơm thêm ngôi sao chính là em của họ. Cả đám tân khách này đều hướng mắt về người con gái thủ gia chính trong đám ăn thôi nôi trá hình này. Quý nghe người ra, quả thật danh bất hư truyền. Và riêng Thu nàng cũng chẳng nói quá, Hương đẹp hơn Thu nhiều lắm. Nhưng chàng đủ thì giờ để nghe rõ lòng chàng. Mặc dầu đã bối rối trước sắc đẹp ghê hồn ấy, chàng không bị một kích động tâm tư nó lung lay cả đến những tế bào sâu kín nhất của chàng. Chàng không bị tiếng sét ái tình mà có lẽ Thu chờ đợi. Nhưng trái hẳn lại, dường như người thiếu nữ chiêu phu ấy đã bị lung lay sâu sắc khi mắt nàng dạo qua một lượt trên đám tân khách và chợt gặp mắt của Quý. Nàng đang mỉm cười bằng môi, bằng má, bằng mắt, bằng toàn thể gương mặt của nàng, thì bỗng nhiên nụ cười ấy tắt hẳn, thình lình đúc cái nhìn của nàng quét qua khắp phòng và dừng lại nơi Quý. Bận lo ra, Quý không tế nhận được chi tiết đó, mà chỉ có Thu là thấy rõ thôi. Nỗi mừng của Thu hôm nay thật trọn vẹn,
Lý do thứ nhất, người con gái họ Long có cảm tình ngay với anh cử tử hôn nhân bất đắc dĩ, thế là công việc sẽ dễ dàng phần nào. Lý do thứ nhì, Quý không bị lung lay. Lý trí đã xui nàng sắp đặt cuộc gặp gỡ này, nhưng tận đáy lòng nàng, nàng ôm giữ một cách ích kỷ người bạn tình mà nàng không muốn rời, không bị lung lay, tức là Quý còn nguyên vẹn cho nàng. Thế nào chị Hương? Nụ cười của Hương nở ra trở lại, nàng đáp: Văn nghệ là một hoạt động đẹp và cao quý, em rất mong cháu em được diễm phúc có khiếu văn nghệ. Hú hồn cho nghệ sĩ Quý thu reo lên: Té ra anh không đến nỗi bị toàn thể tẩy chay. Vợ Mẫn gỡ gạt kẻo mít lòng khách: Tôi chỉ tẩy chay văn mà không tẩy chay nghệ. Bụt nhà không thiên à? Đức hỏi. Đức là anh con trai nịnh cô gái chiêu chồng giỏi nhất đám từ nãy giờ. Vợ Mẫn lại phải cắt nghĩa: Nghệ thì ít ra cũng còn đàn cho vợ con nghe được một bản nhạc, chỉ như văn thì họ viết mình có xem được đâu. Họ in tác phẩm ra hồi nào mình cũng chẳng hay, mà tiền kiếm được thì ôi chao là. Tấn, một thanh niên thích nhậu nhẹt, pha trò vì thấy Mẫn, vừa châu mày: Tôi cũng ưa nghệ lắm, gừng nghệ ngũ vị hương là những món gia vị cần thiết cho bộ môn của tôi. Cả bọn cười lên. Còn Hưng, anh chàng có vẻ si tình thiếu nữ nhà họ Lâm và rất không ưa Quấn, một thanh niên đẹp trai, nên hỏi hắn: Cháu đã bóc một viên gạch, nó sẽ làm thầu khoáng hay thợ nề, nghề nào cũng tốt cả. Còn mày, chừng nào mày bới móc để tụi tao đoán nghề của mày? Tao ấy à, tao bóc tập ngân phiếu. Quấn rất giàu, không thèm làm gì hết và rất hãnh diện vì sự ở không ngày này đến ngày khác của hắn. Trong khi tân khách vui vẻ nói cười với nhau thì Quý liếc trộm Thu. Thu bỗng dưng kém đẹp, kém hấp dẫn hơn trước vì sự cách biệt của nhan sắc hai người rõ rệt quá. Nhưng chính cái chi tiết ấy lại làm cho chàng càng tin chắc nơi mối tình của chàng. Chàng vẫn cứ yêu Thu không kém ly nào cả, và không nghe lòng chàng sao xuyến trước bậc thiên hương kia. Tánh trung trực của một thanh niên có giáo dục, biết liêm sĩ, không dự phần nào vào sự yêu đương khiên cưỡng này chút nào hết. Vì Quý đã hỏi kỹ lòng chàng và lắng nghe nó thì thầm bày tỏ uẩn khúc của nó. Tình chàng còn nguyên vẹn, không vì sợ vô liêm mà vì tự nhiên lòng chàng như vậy. Vợ Mẫn dọn ăn theo lối mà nàng gọi là dung hòa, và giải thích lôi thôi lưu bù. Nàng nói rằng đã rút tất cả các cái hay của lối dọn ăn ta, Tàu, Tây và Hoa Kỳ. Tây dọn từng món rất mất công và tốn dĩa, người rửa dĩa cực nhọc không biết bao nhiêu. Ta thì dọn cả ra, chỉ tốn công một lần nhưng lại mất vệ sinh, vì trăm người cùng thọc đũa vào một món ăn. Tàu thì khá vệ sinh hơn, là vì họ xớt thức ăn ra bằng một cái muỗng riêng chứ không quậy đũa cá nhân vào đĩa chung, nhưng vẫn còn tốn công bưng ra nhiều lượt. Hoa Kỳ dọn như Tây cũng phiền phức lắm, nhưng trong những tiệc nhỏ thân mật, họ đơn giản quá lối dọn, phát cho mỗi người một cái đĩa lớn, rồi có bao nhiêu món mang cả ra một lần cho thực khách xớt vào cái đĩa to của mỗi người. Chị Mẫn sửa đổi lối của Hoa Kỳ lại một chút mà phát cho thực khách đến hai dĩa, vì chị nói ta ăn nhiều món quá, không thể một dĩa mà chứa đủ thứ được. Lấy lẽ rằng mình còn non ngày dễ mệt, chị Mẫn xin lỗi khách rồi nhờ em chồng đứng ra chiêu đãi: Cho tôi thêm một muỗng nữa, làm ơn làm phước mà cô Hương, nếu không cô lại phải mất công đáo lại một vòng qua đây nữa. Hương chỉ cười trừ, không thỏa mãn anh con trai non khỉ nhất bàn là Tấn. Nhưng nàng bị Thanh trách móc ngay sau đó: Trời, sao cô lại lựa chọn cứ nhắm mắt mà phát, có công bình hơn không? Em chọn những miếng thịt gà trắng cho anh đó. Hương hóm hỉnh cắt nghĩa thái độ của nàng, và Thanh rất sung sướng nói: Vậy thì cảm ơn cô lắm. Nhưng anh chàng Minh tinh quái cười ha hả rồi đâm thọc: Mày ngu nhất đời đó nghe, thịt gà trắng là những miếng thịt dở nhất trong con gà, bằng cớ là thịt đùi không trắng. Nó nói có đúng không như tụi bay? Thịt trắng ngon hay thịt đen ngon? Trắng ngon, trắng ngon. Ừ, trắng ngon, để cái đen tao ăn cho. Hương xớt thịt gà cho bốn tân khách nữa mà không bị thêm cuộc khiếu nại nào cả. Nhưng lúc nàng sắp sang đồ ăn qua dĩa của Quấn thì anh công tử này yêu cầu: Cô chọn cho tôi miếng phao câu đi cô Hương. Không có phao câu anh à? À, Hưng reo lên, thằng Quấn nó nhắc phao câu mình mới nhớ ra. Đứa nào được phao câu? Ừ, đứa nào được? Phao câu đâu rồi? Cả bọn nhao nhao lên mà đòi hỏi món quà tiên chỉ ấy. Nhóm phụ nữ làm thinh nãy giờ bỗng trỗi giọng, người nói là Thu: Phao câu gà trong đĩa anh Quý kìa. Không được, ê, phải bắt thăm mới công bình. Cô Hương ăn gian quá. À mà phải, cô ủng hộ nghệ mà. Thu không thích tham gia vào cuộc đùa nghịch của bọn thanh niên, nhưng nàng quyết công khai quá sự tỏ cảm tình thầm lặng của Hương mà nàng theo dõi từ nãy giờ, không bỏ sót cử chỉ nhỏ nhặt nào cả.
Sự ghen tức bỗng dưng phát sanh ra nơi lòng một người nhiều thiện chí và đã quyết tâm từ bỏ mối tình của mình. Thu giống một đứa bé biếu bánh, mẹ bảo ăn bánh nhiều đau bụng phải biếu bớt cho bận hủ. Bé vâng lời, nhưng vừa chia bánh ra lại rụt tay vào, tiếc không muốn rời món bánh mà nó ưa thích. Xong công việc, Hương ngồi lại ăn với khách. Tuy cùng bàn nhưng nam nữ ngồi riêng ở hai xóm và mỗi bên chỉ nói chuyện với người của xóm mình thôi. Nhưng ông Lưu Linh Tấn không bằng lòng sự phân ly này nên nói: khách bên nữ và khách bên nam giống như rượu với thịt gà. Rượu uống riêng hay thịt gà ăn riêng, nghe nó lạ không chỗ chê. Vậy xin mời phái đẹp tham gia đấu lý với chúng tôi. Cây whisky này mở màn cho cuộc sống chung hòa lời. Thế là hai phái bắt đầu đối thoại. Quý thừa dịp ấy nói lên một nhận xét nhỏ không đâu. Cô Hương cũng cầm đũa tay trái. Nghe tiếng cũng mọi người đều dây lại nhìn. Thấy Quý cũng cầm đũa tay trái, Minh nói đùa: nhà tôi có người nất cục đã 3 ngày rồi mà uống thuốc không hết. Các cụ bảo phải cướp đũa của kẻ cầm tay trái, mài mà uống thì khỏi. Nói xong anh chàng rắn mắt này giật phát đôi đũa của anh khách được ăn phao câu. Cả bàn cười rộ lên, rồi không còn ai nhớ đến cuộc quan sát xa xôi của Quý nữa. Riêng Thu, nàng châu mài và cắn môi rất lâu khi nghe biết bạn nàng chú ý đến cô gái mà chính nàng muốn đưa ra để đánh lạc hướng yêu của Quý. Bấy giờ người nhà bưng ra một cái liễn thật to đựng dịch tiềm. Súp, tụi bay ơi! Đức reo lên: chị Thu nè, có phải tục ngữ Việt Nam đã dạy rằng khôn ăn cái, dại uống nước hay không chị? Thu giật mình rồi bối rối đáp bừa: đúng như vậy. Vậy tụi bay khôn cứ ăn thịt vịt, còn tao ngu để tao uống hết nước vịt tiềm này cho. Thấy thiên hạ đều cười, Thu cũng cười theo, và cơn ghen của nàng dịu lại được đôi phần. Đêm ấy Thu bị một sự dài dò khác hành hạ nàng. Mất thì thương, dương thì tội. Quý được nghĩ đến dưới một hình thức khác. Nàng không còn nhớ bạn như ngày nào, không còn thù bạn như vừa đây, mà chỉ lo sợ bạn sẽ mất trên tay nàng. Mũi tên đã phóng theo rồi, không làm sao mà níu nó lại được cả. Quý vào gia đình ấy một lần và sẽ vào được hoài. Cảm tình của gia đình ấy, nhất là của nữ đương sự, sẽ cột chàng lại đó. Đau xót lắm là mình sẽ mất hẳn trong lòng chàng. Mỉa mai thay, tiếng kêu than thầm lặng của Thu, nếu nàng không tiêu tan mất trong lòng Quý thì Quý sẽ cứ đeo đuổi theo nàng. Điều mà nàng sợ, sợ mà vẫn ham. Như thế này là tốt đẹp lắm rồi. Đối với sự ích kỷ của tấm lòng kẻ đã yêu thì tốt đẹp nghĩa là người ấy cứ còn yêu mình mãi mãi, cứ giữ mãi nơi trí và lòng hắn hình ảnh mình, kỷ niệm về mình cho đến ngày tận cùng của thế gian, trong khi mình cứ đi theo con đường riêng của mình. Thu nghe lòng quặn đau khi nhớ lại lúc tiễn khách, vợ chồng Mẫn ân cần mời một Quý trở lại một ngày gần nào đó. Còn Hương thì quyến luyến bệnh rình người nghệ sĩ đã làm nàng xúc động sâu xa. Thu cũng được cảm tình đặc biệt của chủ nhà, nhưng đó là thứ cảm tình đối với một bà mối lái. Đó là lòng mang ơn của họ trước sự giúp đỡ của nàng. Bà mối, vinh diệu chưa cho một thiếu phụ trẻ đẹp mà sự săn đón của người con trai đã rời bỏ để tiến đến một cái đích khác. Nếu sự quan sát của nàng không lầm thì Quý xem ra không bối rối trước mặt Hương như chàng đã bối rối trước mặt nàng lúc hai người mới gặp gỡ nhau. Một sự bối rối rất khó nhận thấy nơi một thanh niên kinh nghiệm và giỏi trấn tĩnh. Nhưng biết đâu, có thể là tài trấn tĩnh của chàng đã tiến thêm đến chỗ tuyệt xảo. Không ai tài nào bắt chợt được sự bộc lộ của tình cảm của chàng hết. Và biết đâu, trước thì như vậy, nhưng gần gũi Hương một lúc, lòng chàng lại phản ứng khác. Không yêu nhưng chàng không thể dửng dưng được trước một sắc đẹp như vậy. Không dửng dưng, chàng sẽ làm thân cho khuây khỏa nỗi buồn mối tình trước, rồi rốt cuộc tình yêu cũng sẽ đến cho người sau. Mất Quý, trời ơi, mình đã giết chính mình. Thu không nôn nao đi thăm Quý như trước nữa. Tình yêu bị lòng ghen đánh bạc đi, và đám đất có chôn đá nằm chồng thu hút nàng là nhà họ Lâm chứ không phải là căn nhà hiu quạnh ở đường Lê Lai nữa. Nàng đợi 4 hôm và trở lại thăm vợ chồng Mẫn. Vào giờ Mẫn không có nhà, giờ ấy Quý cũng bận đi dạy và không thể nào hắn tới đây để phải đụng đầu với nàng. Trước khi ra đi, Thu đã tập dượt rất nhiều lần trước tấm gương để lấy cho được bộ mặt bình thản, vui tươi, càng hay, để tình cảm không phản bội nàng, không nhảy vọt ra mặt nàng cho thiên hạ biết. Mặc dù thế, khi hỏi thăm vợ Mẫn về tin tức của Quý, nàng chợt đoán thấy là nụ cười của nàng héo hon lắm. Thế nào chị Mẫn, vụ ấy đã tiến triển đến đâu rồi và bằng cách nào? Khả quan và theo đường lối cổ điển, anh ấy trở lại đây hôm kia để thăm đáp lễ, rồi mời cả nhà đi ăn cơm tối tối hôm qua. Vậy à, sao chị lại ngạc nhiên? Vợ Mẫn lấy làm lạ khi nghe giọng bất thường của Thu trong câu hỏi ngắn vậy à. Thu bối rối ấp úng đáp:
Anh ấy không có gia đình thì ai nấu nướng? Vợ Mẫn cười rủ rượi. Chị thật thà chưa, người ta mời ăn ở Hiệu Ăn mà. À thì ra vậy. Thế nào, xem được hay không? Anh Mẫn vừa lòng lắm. Cô nó cố nhiên là thẹn không nói gì, nhưng tôi rình xem thì biết cô nó cũng vừa lòng. Thu thừa người ra mà nghĩ lung tung, thật là khả quan và cổ điển, đúng y như vợ Mẫn vừa nói. Phép lịch sự mới dậy đi thăm đáp lễ một bữa ăn nội trong tuần, nhưng luôn luôn kẻ đi thăm đợi ngày chót mới đi. Quý đã đến ngay sau 3 ngày thì quả là khả quan lắm rồi. Lại cổ điển nữa, mời đi ăn rồi mời đi cine, ban đầu mời cả nhà, nhưng rồi sau lại thì chỉ mời một người thôi. Cái gì cổ điển thì nó cũng cứ tuần tự nhi tiến, bước chậm nhưng bước vững, và người đi sẽ tới đích suôn sẻ trơn tuột một cách chắc chắn. Chị nghĩ sao? Thu giật mình và lại bối rối. Tôi nghĩ tôi mát tay lắm. Nói xong nàng cười lên một chuỗi cười giả. Nhưng vợ Mẫn không tế nhị lắm nên không thấy được gì, mà chỉ nói đùa để cười hùng với bạn. Rồi bà mối sẽ có đầu heo. Thu đứng lên xin phép về, bỗng nàng lảo đảo rồi té ngồi trở xuống ghế, hai tay ôm mặt lại. Vợ Mẫn hoảng hốt hỏi: Làm sao? Chị làm sao vậy chị? Tôi chóng mặt, chị làm ơn cho tôi miếng nước lạnh thì tốt hơn. Khi cô dâu cả của nhà họ Lâm trở ra với ly nước ướp lạnh trong tủ, thì cô thấy cô bạn của cô mặt xanh như tàu lá, hai tay run rẩy, hơi thở dồn dập như một người vừa mới bị động kinh. Uống miếng nước chị mới như thế này lần đầu hay là thường? Tôi thường chóng mặt như vậy, bác sĩ bảo là yếu tim. Uống xong vài ngụm nước, Thu nghe dễ chịu trở lại. Nàng trao trả ly cho bạn rồi nói: Cảm ơn chị. Chị cứ ngồi lại đây cho đỡ rồi hãy đi. Tôi đã khỏi. Nàng đứng lên. Vợ Mẫn thấy bạn đi không dưỡng lắm nên theo sát nàng, đưa bạn ra tới đường. Thế là hết. Cái xác không hồn ấy về đến nhà với một ý nghĩ độc nhất đó, một tiếng kêu than tuyệt vọng, một chút xíu tình yêu không thể nào sinh được nơi người khác, nhất là nơi một người con trai. Hắn yêu trọn vẹn hay là không yêu, chứ không thể bắt hắn hạt tiện. Thế là hết. Mình sắp mất Quý và sắp trở về cảnh trơ trọi của mình. Trời ơi, mình còn trẻ quá, đời mình còn dài quá. Kéo những 30-40 năm nỗi cô đơn của mình để làm hạnh phúc cho người khác là một sự hy sinh to lớn quá. Hy sinh ấy người ta không biết cho, mà hạnh phúc mà mình quên chính mình để gây cho người ta hưởng, người ta vẫn không biết hưởng đúng mức. Mình sống cho chồng thật là cao quý, đời sẽ khen mình như vậy, như họ đã khen chồng mình sống cho khoa học. Nhưng anh ấy có còn được chỗ an ủi là khoa học làm say mê ảnh, tức là ảnh sống cho ảnh với những sung sướng lớn lao được khám phá. Ảnh sống cho ảnh mà mình lại không sống cho chính mình. Con người ích kỷ chỉ bằng lòng sống cho người khác khi nào sự vị tha của họ được đền bù lại bằng một cuộc khổ tương. Mình sống cho người khác và được người khác cũng sống cho mình. Nhưng khi mà họ ngỡ rằng hy sinh của họ chỉ đi một chiều, không gặp tiếng vang nơi nào cả, thì bản năng cá nhân của thời ăn lâm ở lỗ, vốn ngủ yên trong lãnh vực sâu thẳm của lòng, họ bỗng thức tỉnh. Sinh hoạt mạnh mẽ trong sự vô tổ chức, phá bỏ giềng mối mà tình thương lẫn nhau đã dày công gây dựng. Sống cho mình, thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mình. Những người được sống đầy đủ ấy, họ tàn nhẫn một cách mù quáng lắm. Họ tàn nhẫn một cách mù quáng lắm. Tàn nhẫn lắm, mù quáng lắm. Thu nghĩ tới đây thì căm hận của nàng sôi lên. Nàng tức giận những kẻ ấy chăng, nhưng nàng cũng tức giận cho số phận mình, tức giận chồng, tức giận chính mình nữa, đã chẳng có gan tạo hạnh phúc cho mình. Trong giây phút sự nổi loạn của cá nhân đưa nàng đến một ý nghĩ cực đoan, phản ứng tự nhiên của những kẻ quá yếu, của những kẻ quá thiếu, thôi chồng để sống hẳn cái đời sống cho nàng với người mà nàng yêu. Tái chiếm Quý bây giờ tuy thật khó khăn, nhưng không phải là một việc quá sức của nàng, và nàng sẽ... Con Lan Chi cựa mình khóc ré lên vì một cơn ác mộng nào đó. Máy móc Thu vớ tay lên đầu giường nắm lấy cái quạt quạt cho con, và máy móc nàng vừa xoa đầu nó vừa ru nho nhỏ. Nhưng làm xong bao nhiêu cử động ấy, nàng mới chợt thấy con mà từ đầu hôm đến giờ nàng xem như là không có bên cạnh nàng. Quạt làm mát đứa bé, lòng nàng cũng nguội lần lần, không phải nhờ gió quạt mà chính là nhờ những cái xoa đầu con. Thu nhớ lại 2 năm trước, thỏ Lan Chi còn bú, nàng tức cái gì bao nhiêu cũng nguôi được khi Lan Chi ngậm vú của nàng mà nút, và nàng xoa đầu nó như vậy. Chính thật ra tình thương con bừng tỉnh cùng với cảm giác đê mê nơi người mẹ cho con bú, và sự xoa đầu nó bây giờ cũng làm bừng tỉnh được tình ấy là nhờ hiện tượng phản ứng, điều kiện. Nói nôm na là nhờ cái này nhắc lại cái kia, và tất cả những xúc động, những cảm giác về cái kia. Sống cho mình, cho người khác,
là khi nào được đền bù kia? Ừ, nàng sẽ được Lan Chi đền bù cho bằng tình thương mẹ nơi nó. Nếu nàng sống cho nó mà không làm sao không sống cho nó được, cho dẫu là không mong mỏi sự đền bù. Tình thương con nơi nàng dĩ nhiên quá, nàng thương con như nàng thở, không thương không được. Tình thương ấy là hoàn toàn vô điều kiện, không mong đợi đền bù mà nàng vẫn cứ thương, mà không làm sao dung hòa được cái sống cho mình và sống cho con cả. Lan Chi thiếu mẹ hay thiếu cha chỉ còn là phân nửa của Lan Chi thôi. Nước liều trong giây phút của Thu chỉ là dự định quảng hốt của một kẻ sắp mất sự nghiệp. Quảng hốt ấy lắng lại và kẻ muốn liều lần đầu kiểm soát phản ứng của mình, kềm cương con ngựa bất kham nó cứ chực lầm lên. Chỉ có những người bị đẩy vào thế bí mới nổi loạn, mà Thu thì chưa đến nỗi đang đứng trong tuyệt đạo. Nàng chỉ qua một cơn khủng hoảng tinh thần và xác thịt, mà cơn khủng hoảng này kẻ nào có một tâm hồn thanh cao đều qua được cả. Thế là hết. Cái xác không hồn đã thu hồn về được, nhưng đây là một linh hồn bị thương. Vết thương tuy được tình thương con xoa dịu, nhưng đau thắt từng hồi nữa, nhưng lại nhẹ nhẹ thấm lần vào tận tâm khảm của Thu. Thế là hết. Giấc mơ ân ái nối tiếp giấc mơ yêu đương của thời con gái, thế là tiêu tan như một ảo ảnh. Thu rưng rưng nước mắt và nghe như mình bị số phận đè bẹp dí xuống, đến ngập thở trong cái thế giới tình cảm thu hẹp của mình từ đây. Nàng dục ngồi dậy, kêu con nhỏ ở giao cho nó coi chừng giấc ngủ của Lan Chi và coi chừng nhà, còn nàng thì lấy áo mặc đi ra ngoài một vòng cho đỡ ngợp. Bây giờ tuy chưa 9 giờ đêm, nhưng con đường trước nhà đã vắng teo. Thu thích như vậy hơn. Nàng chỉ muốn được yên thân để khóc thầm cho nỗi bơ vơ của nàng, mà nàng vừa quyết định nhẫn nại chịu đựng. Những kẻ buồn mà không muốn trốn nỗi buồn của họ, ham sống với nỗi buồn ấy, thường tìm cách tiến sâu vào đó, mà cảnh vắng về đêm là một yếu tố giúp họ toại nguyện phần nào. Thu thơ thẩn đi về phía cầu mới. Đã đến chỗ rẽ lầm nên ý thức khiến nàng tránh hướng Sài Gòn. Nàng chỉ nhìn sao trời hay nhìn mặt đường nhựa, nên khi bị kêu tên Thu giật mình không còn hồn vía nào nữa. Ngước lên nàng sững sờ nhìn qua bên kia đường, thấy mơ màng như trong chim bao, Quý đang đứng bên ấy mà nhìn nàng. Chàng đi ngược chiều với nàng mà cũng đi bộ, toan băng qua đường nhưng còn do dự. Chàng hỏi to: "Anh muốn nói với em có tiện không?" Thu trố mắt mà nhìn bạn mãi không đáp được. Lâu lắm Quý sốt ruột không đợi được nữa, băng qua đường: "Thu, anh đi như vậy từ chiều đến giờ." Thu ấp úng: Anh đi đâu?" "Không biết đi đâu, có lẽ là đi tìm em. Anh nghe em nói nhà em ở vùng này, anh bất giác đi về đây, không mục đích rõ rệt, nhưng hy vọng âm thầm và mong manh rằng sẽ gặp em." "Thu ơi, anh đã hỏi kỹ lòng anh, người mà anh yêu là Thu, không thể ai khác được. Anh đã cố tìm lý do của tình yêu của anh, nhưng chịu là không tìm ra." "Thu à, chắc Thu đã hiểu, anh không thể yêu người nào khác hơn Thu." Mắt Thu sáng lên, nàng lẩm bẩm: "Thì ra em không mất anh, em tin chắc rằng không bao giờ mất anh." Nơi miệng Thu nở ra một nụ cười, một nụ cười đắc thắng, hơn thế, một nụ cười toàn thắng. "Quý ơi, thôi Quý về đi và vĩnh biệt." "Trời, sao Thu lại, Thu định giết anh à?" "Quý ơi, ai cũng phải sống cho mình cả, Quý yêu Thu là sống cho Quý đó, mà Thu quyết định xa Quý cũng chỉ để sống cho Thu thôi. Trước Thu ngỡ phải gần Quý mới sống cho chính mình, nhưng Thu vừa chợt nghĩ khác." "Quý ơi, Thu thật với Quý rằng vì muốn giữ tiết với chồng nên Thu phải làm bà mối. Thành công trong công việc ấy rồi, Thu lại sợ mất Quý, mất Quý bằng cách bị Quý quên đi, nên toan chiếm lại Quý trên tay Hương. Giờ rõ lại là Quý không thể quên Thu, thì hẳn là Thu sẽ nắm giữ Quý mãi mãi trong tinh thần. Thu ích kỷ lắm, quyết không cho Quý nguôi. Quý mà thỏa mãn là sẽ chán Thu sau một thời gian. Ta nên thâu ngắn mối tình giữa đôi ta, để cho sự tiếc thương nhau kéo dài mãi tận đến muôn ngàn năm." Thu đưa tay bắt một chiếc taxi, mở cửa đẩy mạnh Quý lên đó, đóng cửa lại thật lẹ rồi nói: "Vĩnh biệt Quý yêu dấu." Quý chết điếng không biết phản ứng ra sao. "Sài Gòn!" Thu hô to lên. Tài xế bẻ cờ rồi đạp ga. Hết chuyện. "Thế này thôi anh nhé" là tựa đề của một bài thơ do một tác giả có tên là Tê Luông đã sáng tác làm cảm đề cho tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của Bình Nguyên Lộc, đã đăng trong Nhật Báo Thời Báo và do Nhà Thế Kỷ xuất bản. "Thế này thôi anh nhé, em đến cùng anh đây, dù rằng trong giây phút em của anh từ nay. Thế này thôi anh nhé, bàn tay trong bàn tay, dù rằng em không nói, em buồn anh có hay. Thế này thôi anh nhé, đôi môi tìm đôi môi, sau bình minh nắng ấm, lắm mưa buồn anh ôi.
Này chiều em anh nhé, ta hãy dừng nơi đây. Em còn con nhỏ bé, anh còn nhiều tương lai. Vĩnh biệt nhau anh nhé, đời dù không ngày mai, ái ân càng thâu ngắn, tiếc thương nhau thêm dài. Sài Gòn, xuân năm 1963. Ký tên T. Luông.